ma dạy em cách vào tim chị. Sáng ngày thứ hai của ngôi nhà chung giường đôi, các thành viên vẫn còn say trong giấc ngủ. Chỉ có Tùng, người lớn tuổi nhất, là dậy sớm nhất. Sáng nay mình cảm giác khá là lạ lắm khi mà lần đầu tiên mà phải chung phòng với một bạn nữ. Thì đó là điều trước giờ mình chưa được trải qua. Mình bước ra khỏi phòng thì mình phải đi nhẹ nhàng rón rén để không làm bạn nữ thức giấc. Vậy là bữa sáng nay phải nhờ cả vào Tùng rồi. Nhờ là biết đã mà. Nhưng bây giờ chuyển qua chương trình nấu ăn rồi. Chương trình dạy nấu ăn. Một đêm mình không với nhau cảm giác sao rồi? Mất ngủ luôn. Mất ngủ luôn. Ngủ không được. Đêm mới mất ngủ. Không, không được. Nằm bất tỉnh luôn anh. Nằm mà vô ngủ liền. Anh ngủ, anh không biết gì luôn. Vừa xong bữa sáng, các thành viên nhận được một thông tin từ ban tổ chức rằng sáng nay các bạn sẽ được hẹn hò với bạn khác phòng. Quyết định ai sẽ đi cùng với ai được dựa vào mong muốn của các bạn nữ vào đêm hôm trước. Để em xuống đưa bạn đi, mọi người hay... Em dễ vừa em ra lăng đấy. Em xào mọi người ở đây dọn cô đơn. Thôi, lát nữa đi lên cầm mấy lon nước là được rồi. Dọn với mọi người. Đậu buổi sáng cũng được, đậu buổi tối là được. Em đã sắp nghĩ tới viễn cảnh xa chị rồi đó. Em sắp xa chị buổi sáng hôm nay. Đừng khóc nha. Nhớ chị đừng khóc nha. Ê, hôm mấy mình kiếm bạn cùng phòng của mình được không? Chứ mình thấy cô đơn quá. Kiếm đi. Đi xuống kiếm đi. Mới thấy bạn ấy đâu rồi ta? Đi xuống kiếm nói chuyện đi. Ê, nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo rồi kìa. Hello. Sáng anh nghĩ anh sẽ chiên cơm mà anh nghĩ em đang niềng răng em không ăn cơm chiên được. Anh thì nấu quyển của anh nấu cháo. Ôi, xuất sắc. 10 điểm. Ăn đi tí nó đổi. Anh sẽ chăm sóc em vài phút này nữa thôi. Sao hả? Thế anh chăm sóc người khác. Anh sắp chia tay em rồi. Ồ, thật hả? Ừ. Anh buồn quá mà. Đau lòng quá, chết rồi. Anh ơi, vậy là mình phải xa nhau rồi sao? Cảm ơn anh. Đây là chén cháo tình cảm cuối cùng anh dành cho em. Trời ơi, anh nói vậy nhớ đâu em hay gặp nhau nữa thì sao? Không, anh sẽ là người ra đi. Sao nữa? Sao đâu? Ăn đi, ăn cháo đi trời. Ăn đi làm bé hoang mang trời đất ơi. Em không ăn thật sự luôn á. Tự nhiên nghe thông tin gì á. Vẫn chưa biết mình sẽ hẹn cùng ai, Huy tranh thủ chụp giúp Ánh một vài kiểu hình. Liệu người mà Ánh muốn hẹn hò có phải là anh bạn cùng phòng? Người mà mình muốn tìm hiểu thêm là anh Long. Mình rất là ấn tượng với anh Long mà mình muốn nói chuyện nhiều hơn với anh Long, muốn tìm hiểu hơn nhiều về anh Long. Vậy là theo mong muốn của Ánh, Long sẽ là người hộ tống cô cho chuyến đi quay sáng nay. Quyết lắm. Bye. Em sẽ bảo vệ đây. Ok luôn. Trời ơi, sáng là không bao giờ ăn sáng hết. Thì bữa nay em ăn cho biết. Lần sau là em không có cơ hội để ăn nữa đâu. Trời ơi, chắc gì không có cơ hội. Anh hay vậy quá. Dễ gì em ăn được anh lần tiếp theo. Ôi trời. Chắc gì lần sau anh để em ngủ dậy sớm như vậy. Là em không thích ăn. Không, không thích ăn hay không thích ăn gì cũng kệ, không phải em. Nghe hồi sang kêu không thích ăn là chết luôn á. Trời ơi, hôm qua nói rồi, hôm qua anh xỉn là vô lúc mấy nói dối rồi, nói rồi. Thôi đi. Anh có phải là gu đàn ông của em không? Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không. Ồ, quá, trời đau lòng quá. Đau lòng quá, đúng rồi. Trời ơi, đau lòng quá. Em chỉ, em đâu có xỉn đâu. À, chứ không xỉn, ok, anh chấp nhận cái việc không xỉn. Chặng đường đi khá xa nên Ánh và Long đã có khoảng thời gian dài bên nhau. Em từng coi phim của mình chưa? Chưa, em mất đi coi phim. Anh hay đi coi phim nhưng mà anh điên mình. Tại vì kiểu nếu mà rủ mà biết người đó có thích cái bộ kiểu cái dạng phim mà mình coi hay không. Lần sau anh cứ rủ em đi phim mình sẽ coi. Vậy á. Rồi khi nào anh thích thì mình sẽ coi. Trời ơi. Tới lần nào đi mặc đồ đi. Các bạn đi mua đồ đen không? Không, em coi là em mặc họ đồ đen.
Năm ngoái mặn mùa đen xong em đi quán bài với mẹ em ăn rồi. Dữ vậy sao? Hay là đỏ tình đen lại? Chắc vậy quá. Năm ngoái là đen tình đỏ bạc. À đúng rồi, đúng rồi. Năm nay thì chưa biết. Năm nay có chừng cua đó. Chưa chơi đúng anh Trùng rồi. Em chưa chơi luôn mà anh Trùng rồi đó. Xíu nữa sợ có anh là em không làm được gì luôn á. Thôi lấy nên trốn. Lấy nên trốn đúng không? Anh trốn. Giờ em đi vô trong làm á. Ờ chứ anh ở đây anh đợi cho. Ok vậy anh đợi xíu ha. Ok bye. Làm tốt nha. Trong khi đó, Tùng và Kiên cùng nhau trang trí phòng. Công việc từ hôm qua còn dang dở khi Phương Anh còn ở đây. Tối em mấy giờ ngủ? Em nằm mà em không có ngủ được. Lạ nhà. Đúng rồi, em hay bị lạ lắm. Lạ chỗ là kiểu phải nằm hoài mới ngủ được. Chứ không phải là nằm đấy là ngủ khó cho anh đâu. Ủa anh có ngáy hả? Có, ngáy to luôn ý. Đúng là ghét cái gì là hay bị dính trúng cái đó. Ok, em dán chanh nè. Cản em hôm qua này mới nghe câu gì em dán cho anh nè. Thôi em dán chanh. Thôi anh đừng có mong em sẽ thả thính. Thôi. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Khó lắm. Khó lắm à? Khó lắm. Cái nó không thể. Ui. Được chưa? Nghe quá. Trời ơi lạ chợ. Xong cái mình xíu mình đi chơi với người khác. Rồi, ví dụ giả dụ đi, em giả dụ thôi nhá. Em chơi với dạ. Em hào hứng vậy em. Vui luôn á, cái mặt vui ra thấy rõ luôn. Ôi, bạn cũng không mình biết gì. Thì mình muốn hẹn với bạn Huy, tại vì bạn là rapper mà mình thì không có giỏi về rapper nên là mình cũng muốn thử tiếp xúc và nói chuyện xem như thế nào, tại vì mình cũng thấy khá là thú vị. Khi mà bạn là rap. Mưa vẫn bay bay trên tầng thăm cổ. Hello chị đồ. Hello anh Tùng. Mọi người đang đàn hát hả? Sắp xa nhau cho nên là những kỷ niệm đẹp. Xa nhau có mấy một buổi chứ nhiêu. Hôm nay mọi người biết mọi người sẽ đi đâu chưa? Bắn cùng. Anh Tùng cũng đâu cô đơn đâu. Anh Tùng cũng đi mà, đâu có cô đơn đâu. Ủa, ba đứa mình luôn hả? Anh sẽ đi với một người khác. À đấy à. Người ấy có to tên như em yêu. Thôi, đừng. Thôi, em về bên người ấy đây. Rồi, hẹn tối nay mình còn gặp nhau. Xa nhau một buổi thôi mà. Bye bye anh Tùng nha. Rồi, cảm ơn anh Tùng này mà. Bye bye anh Tùng nha. Đừng buồn nhá, không có gì đâu phải khóc anh. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ủa, alo, anh ơi, con em sao? Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn anh Tùng. Anh có nhìn được cái cách tính cách của em, cảm nhận được là em tính cách như thế nào, thì em có ấn tượng ở điều đó. Hồi hộp quá. Ủa em chưa đi hẹn hò với ai? Em chưa. Thế thì hôm nay em muốn mời em đi hẹn hò. Ừ. Giờ đây luôn hả? Ê cái này để bơm xe đạp mà trời. Mà giờ không có thì cũng phải lấy mình xe máy. Con được luôn đó hả? Anh có còn cái ni trang của nhà em mà chứ. Đâu sao không cầm ra? Trời ơi, hip hop đẹp và đai mà. Chị cũng hip hop lắm em. Mẹ y chang đúng không? Trời ơi, sao em còn kính cặp nè. Ủa đi đâu vậy? Tụi em còn kính cặp nè. Thôi tối nay đổi giường luôn đi. Nằm chung đi. Trời ơi. Không phải tối nay đổi phòng luôn đi.
mắt luôn. Bây giờ anh đi đâu? Bây giờ anh sẽ anh Tùng sẽ đi đâu? Em định dọn đi ăn trái cam đúng không? Sao vậy chị? Chị là nghĩ em thế, em mới có 19 tuổi. Vui vẻ nha, lát nữa về lành lặn nha, chống mừng. Kiểu mà mình mới gặp anh kiểu hồi hộp lắm. Không, mà anh định dọn nó đi đâu nha? Chị trái cấm rồi. Không anh, em sợ. Em sợ thiệt hả? Em sợ, em mới lớn. Anh cũng hơi sợ. Anh sợ em ăn trước. Rồi nãy giờ là anh với bạn cùng anh là ngồi trong đánh đàn hát hò lum la xong hôm qua em cô đơn sáng giờ cũng lâu lâu cũng lâu lâu với bạn đi sáng giờ lâu bỏ đi em bạn bạn ghét đi làm nữa thích nhận dẫn bạn đang đi sáng giờ đó tiếng chịu anh không nhận em đi làm mà à, xong rồi anh đi đâu ta anh đi về nhà xong chiều anh vào đón em ô khối không la luôn không sống sơn rồi sạch sạch chứ sạch sạch chứ em bán cái gì sạch sạch không có được nghĩ vậy em nghĩ cho anh đâu nghĩ chưa gì em rủ anh đi ăn trái cấm rồi không mà không mà không mà ngồi tướng phòng thủ vậy anh tưởng là em sẽ ngồi một bên cho nó dịu dàng chứ không mới ngồi bên thì giá nó đẹp đẹp lên thành nó xinh đi thôi chứ em ngồi từ ngày em nhìn cái nhìn kỳ lắm luôn á ban không chưa anh ok lắm ok hơn rồi đấy có vẻ như sở trường của Huy là chụp hình cho các cô gái không biết khả năng tán tỉnh của anh chàng có được như khả năng chụp hình ban đầu chị bước vào cầm cây đàn em tưởng là chị kiểu là màu ơi sẽ rất vui này kia nhưng mà ai ngờ rất vui thiệt thế là từ khi mà chị bước vô cái bàn tiệc thì cái không khí nó sum tụ hẳn lên bình thường chị đi dạy thì chắc học sinh cũng thích chị ha anh không bộ em ạ chỉ có club câu lạc bộ fan base idol tụi nó gọi chị là idol luôn mà thì chị làm cô giáo mà vậy chị dạy người ta cách vào team gì đi trời ơi ý là muốn của chị là ba lê hay là đương đại hay là nếu mà em nhìn tay chị thì em nghĩ là chị học múa gì em nghĩ chắc múa võ quá múa võ gì mà liên quan đến trai tay ở đây mà trai ở đây thì sẽ phải làm gì múa cột chị là... sử nữ này em là gì em là sư tử hóa ra là sư tử à nếu ví dụ mà chương trình kêu cho em hẹn tiếp thì em có hẹn với chị không hay là em muốn hẹn với người khác? Có. Dứt khoát quá trời. Thì hỏi có chi phí. Nhìn vào máy quay và hai. Hay vậy quá, chị Châu quá. Chị Châu mới hợp với chị. Hay vậy. Sau khi mà được sinh hoạt, được đi chơi với chị Rùa thì mình cảm thấy chị Rùa vẻ ngoài là một người tích cực nhưng mà sau bên trong vẫn có những lúc yếu đuối cần một người đàn ông quan tâm và che chở. Và cái quan điểm về tình yêu của mình với chị Rùa khá giống nhau vì cả hai đều không quá phụ thuộc vào tình yêu. Nó là sự hỗ bù đắp cho nhau chứ không phải là một mối quan hệ ràng buộc nhau. Mình không ngại khi quen một bạn nữ lớn tuổi hơn mình nhưng mà vì trước giờ mình chưa có từng yêu ai lớn tuổi hơn nên là mình sẽ không có kinh nghiệm. Nên là nếu mà có một bạn nữ lớn tuổi nào đó yêu mình thì chắc sẽ vất vả cho người đó đấy. Tùng và Nhớ cùng chọn một quán cà phê làm địa điểm hẹn hò. Món quà là em chọn ai? Chọn anh hả? Anh một chọn em. Còn ai là chọn đó? Đúng rồi, anh thừa biết. Anh nhìn cách ăn mặc của em, anh đoán là cái gu em là phải lớn hơn em một tí. Nhìn Không lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là cái tính, cái cách họ hành xử với mình á. Như ví dụ 30-40 tuổi mà họ vẫn như nít thì sao? Cách hành xử anh sao? Thì cũng trầm, cũng không có đứng nở, là nhoi nhoi, năng động.
nấu ăn dữ á, biết nấu ăn là dữ á. Cái lần qua lúc nấu ăn là thấy ấn tượng, tại vì thấy đàn ông mà lăn xả vô bếp. Anh cũng không biết là em có chọn anh hay không, thì lúc mới đầu là chọn em rồi. Anh nói là mới đầu là hỏi là nếu mà mai hẹn hò hẹn với ai, nói anh là anh hẹn hò với bạn nhớ. Tại xong, sao? Xong rồi lúc vô và cũng kêu rùa lộn tên em á, hey, nhớ nhớ dạy em. Nó cuộn lộn rùa rồi. Rùa nói gì không? Rùa cái bấm thoại, chắc nghe rồi, chắc không thèm nói nữa. Nhìn em có bị tự trải rồi, chắc cũng trải qua nhiều mối tình hả? Chưa là bao nhiêu? 1, 2 Chưa biết yêu. Gớm, trời ơi, chưa biết yêu nữa. Hai mối tình. Mình nhìn anh phải là mẫu người của em. Mẫu là cái gì? Hình thể hay là mẫu tính cách? Về người đàn ông em mong muốn anh được bao nhiêu phần trăm? 50% Về tính cách hả? Tính cách, về cách nói chuyện, về suy nghĩ. Còn 50% kia là phải từ từ mới biết thi. Đúng rồi, đúng. Còn 50% kia là thuộc về cảm xúc nhiều. Mình tâm mình thực tế mình chưa có ở chung phòng, mình chưa tiếp xúc nhiều với nhau á. Thì cái cũng là cao vậy. Cao lắm chứ. Tại vì anh khác phòng mà. Em cảm nhận là anh là người đàn ông gia đình đó. Anh là người lý trí, thiên về tình cảm. Lý trí, anh phải xét về mọi thứ, anh cảm thấy mọi thứ nó ổn. Ngày xưa thì còn trẻ thì mình nghe con tim nghĩ là mình quen cái thứ đâu quen, nhưng mà bây giờ mình không còn có nhiều thời gian đâu. Mình còn phải tập trung công việc mà phải làm cả đời. Giống anh ông Vũ cà phê Trung Nguyên đó, chọn vợ chọn cho kỹ nha. Giới hạn của người phụ nữ chính là điểm kéo người đàn ông xuống. Tại khi mình phát triển lên mất mức độ đó, thì người phụ nữ chính là cái trở ngại của ta. Nếu cô ấy cầu tiến thì cũng sẽ giúp mình lên. Anh nghĩ vậy. Bán sau là thi nè, ai mà thắng thì được cái gì? Bây nếu giờ... mà ai thắng là sẽ được một điều kiện. Chơi. Vô vô. Rồi. Trời. Được quá. Trời. Úi, vẫn là chỗ đó ta. Chưa biết được rồi rồi. 7 hay là 6? 7 7 đúng không? 7 3 10 12 nữa. Ồ, tính ngoài luôn hả? Ờ, tính ngoài luôn mà đúng không? 12. Có điểm mà tính á, nhưng có điểm. Vậy là 12, 14. Mấy em 3 cây ngoài rồi. Có 8 7. Điểm à. 53 8 3 cây ngoài hết trơn rồi. Thôi, xui thì đáng chịu đi. Thôi nghỉ thôi, chơi vậy thôi, thế thôi. Sao mà không cho người ta gỡ rồi? Ui, đạt, tôi gỡ. Rồi, cái không cho người ta gỡ luôn. Chơi gỡ vậy thì thôi, bị hòa rồi. Nhớ có công việc vào trưa nay, nên Tùng đã dẫn cô bạn đi ăn trưa trước khi đi làm. Ví dụ tán gái vô những trường hợp này nói gì? Hai đứa ngồi im rồi. Gì? À, nếu mà tán gái bình thường à, không phải thì mình mới vô thì mình chở thức ăn lên chứ hả? Ta sẽ là mệt không? Mẹ em chở em đi nắng á, em thấy có mệt không? Em có mệt không? Đó, đúng cái vậy chứ. Giờ chỉ có tán gái luôn hả? Ừ, chỉ có tán gái luôn. Giờ em đói không hả? À? Em mệt không? Em đói không? Đói dữ không? Đói dữ không? Đói mà anh lo quá. Đói quá, đói thôi ăn anh đỡ đi, rồi ăn đỡ sau. Anh ăn da trắng hay đen? Tôi gái da trắng. Em đủ trắng không? 10 điểm. Thế hả? Dạ đúng. Dạ. Em thích là mình chia sẻ với nhau thẳng thắn cũng như là cởi mở nhất có thể. Dạ. Như tôi là đang nói chuyện với em đi. Lý do thì sao mà bên tổng cục biết như vậy là vì trong rất nhiều hồ sơ của các bạn nữ, dạ, em cần biết rõ nhất là mình muốn gì, mình muốn tìm kiếm một bạn nữ như thế nào. Chương trình mới tìm cho mình một người phù hợp nhất rồi. Bởi vì dạ, là chương trình thực sự là rất mong muốn là có thể là hoa nở muốn mắt tay cho các bạn tham gia chương trình là thực sự có nhu cầu là tìm kiếm một nửa của mình. Không phải là lên chỉ để lên cho vui. Dạ. Mọi thứ mà mình muốn chia sẻ tất cả chia sẻ về mình với bạn em. Dạ. Ok không ạ? Ok. Vẫn bắt đầu từ cái thông tin cơ bản nhanh nhóc là từ tên tuổi này, công việc hiện tại của mình và chia sẻ một chút về bản thân, tính cách
như là sở trường, sở đoạn. Dạ, em tên là Nguyễn Thành Vinh, quê quán ở Cà Mau và hiện tại là 28 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên kho, dạy bơm và hiện tại là đang sống ở bên Gò Vấp. Thì sở thích của em là đi du lịch biển, được ca hát và đi vòng quanh Sài Gòn để ăn những đồ ăn vặt ở Sài Gòn. Và sở trường cái sở trường là chăm chỉ, cũng hơi chăm chỉ làm việc. Và cái nhược điểm của em là lâu lâu bị stress á, nên cái người hơi cũng lâu lâu bị chậm tính, nhưng bình thường là người hòa đồng vui tính và dễ, nói chung là dễ hòa đồng với mọi người và hay nhường nhịn mọi người. Cái tính cách của em là vậy. Mình biết nấu ăn và cũng thích hát nữa, nhưng mà hát không được hay lắm. Sao em có quan điểm của em nhân tập cho nghe thôi, mình tự tin dạ. Nó sẽ thể hiện cho mình cái gì đấy ok, một ngày ok nhất, chứ còn mình cũng không phải ca sĩ để mà đòi là hát rất hay, nghĩa là mình tự tin thể hiện là được. Cái đó có thể dạ. Thì cái đó nếu mà tập thì quan trọng mình thuộc lời thì mình tự tin hơn chút, còn mình chưa tập thì nó hơi khó. Quan trọng mình thuộc lời thì mình có thể thể hiện thôi. Dạ. Mình có hai mối tình sâu đậm. Một là mối tình thời sinh viên, thì mình và người yêu của mình là hai đứa là đi làm thêm, rồi vô tình gặp nhau, rồi xin số điện thoại, rồi trao đổi, nói chuyện nhau qua lại, cũng chửi qua chửi lại, rồi từ từ cái dẫn nhau đi ăn, cái từ từ cái hai đứa thấy tính cách có vẻ như hợp nhau, rồi sau một tháng là hai đứa bắt đầu yêu nhau. Rồi quen nhau 5 năm. Rồi trong quá trình quen thì cũng có cãi nhau, nhưng mà sau 5 năm đó thì có biến cố xảy ra là hai đứa giận nhau một tháng. Rồi người yêu của mình là quen một người khác. Rồi hai đứa sau khi mình biết được cái chuyện đó thì mình chấm dứt. Thì hai đứa bây giờ như là bạn bè thôi, nhưng mà không có gặp nhau. Chỉ có thể nói chuyện nhau một hai lời thôi là xong rồi đó, là không có chuyện xảy ra nữa. Còn mối tình thứ hai của mình là sau khi ra trường thì có một bạn nữ là chủ động làm quen mình, nhưng mà bạn đó là đã có bạn trai rồi, nhưng mà giống như mình là cái người thay thế vậy đó. Thì sau một thời gian 3 tháng quen nhau thì mình phát hiện ra điều đó, nên cuối cùng là hai đứa không còn yêu nhau nữa, và cuối cùng là mình chia tay. Nhưng mà thực sự là thời gian đó cũng tình cảm cũng khá là sâu đậm, tại vì là hai người ở chung với nhau như một mái nhà. Thì dạ đúng rồi, thì vậy mà cái tình cảm đó cũng khá là nhiều. Tại vì bạn gái trước đó là hai đứa không có sống với nhau, nghĩa là hai đứa riêng, nhưng mà mối tình này là ở chung với nhau. Cái là còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là mỗi tối đều đi ăn vặt người yêu á, và đi xung quanh Sài Gòn. Kỷ niệm nó nhiều lắm, tại vì mình đi xung quanh Sài Gòn thì mỗi nơi nó sẽ động lại những cái kỷ niệm riêng. Rất thích cái đó, em thích chị, nhưng mà lâu lâu nhiều khi bị stress á, hoặc áp lực công việc á, nên mình lâu lâu mình bị stress nhiều quá, nhiều khi mình im lặng, mình không có
thoải mái được. Nhiều khi lúc đó là mình sẽ tạm ngưng cuộc chơi của hai đứa và cũng như là nghĩ cũng như là không gặp nhau một hai ngày để mình bớt stress đi, rồi hai đứa sẽ gặp nhau và đi chơi tiếp. Mình đang tìm một người nhỏ mình khoảng 1-2 tuổi, xinh xíu, dễ thương, thủy chung. Cái thủy chung là cái mình muốn quan trọng nhất. Tại vì mình nghĩ là có thể mình giận nhau nhưng mà quan trọng cái người đó phải thủy chung mình, thì cho dù giận nhau cái nào thì mình cũng vẫn là đi xa hơn, mình có thể đi tới hôn nhân sau này. Dạ đúng rồi. Tóc dài tóc ngắn không quan trọng. Quan trọng là nhìn có nét dễ thương rồi vui vẻ, hòa đồng. Kém 1-2 tuổi hoặc là lớn hơn 2 tuổi cũng được. Trong khoảng đấy hả? Trong khoảng đấy. Ví dụ mà bằng giám đốc thương lộ thì cái mình có lên kế hoạch là mình sẽ tìm hiểu hay yêu đương bạn thế nào, bao nhiêu lâu? Ví dụ mình có những nghiêm túc hơn không hay sao không? Mình cũng nghĩ là khoảng cuối năm nay hoặc là năm sau á, thì mình giống như mình sẽ xây dựng tình cảm từ bây giờ tới cuối năm hoặc năm sau mình có thể đi đến hôn nhân. Mình sẽ thuê nhà ở chung với người đó. Gia đình cũng giúp sức mình ở vậy mà cái nếu mà kết hôn thì khoảng 2-3 năm nữa mình có thể có nhà riêng. Mình làm CK, vậy mà nếu mà về giờ giấc thì một tuần mình sẽ sắp xếp gặp ít nhất người yêu của mình là 1-2 lần một tuần. Cảm ơn chương trình. Mọi người chào chị. Chào chị. Vâng. Dạ vâng. Tôi tên là Trần Trọng Hiến, sinh năm 1976. Tôi là một công nhân bưu điện. Thì hồi trước đi công việc của tôi thì hồi trước là tôi làm về vẽ áo dài, thiết kế vẽ áo dài. Tôi làm cũng được 15-16 năm thì công việc nó không được ổn định. Thế là tôi vẫn phải
trụ lại và nuôi mấy bạn làm chung với mình. Thì sau khi trụ 2 năm thì coi như là không còn trụ nổi nữa, thì tôi với đành phải bỏ. Thì bắt đầu thất nghiệp thêm thời gian. Trong thời gian đó thì tôi cũng thời gian mà tôi làm véo dài thì tôi có gia đình, có bạn thích, rồi lập gia đình xong rồi có được hai bé, hai con, một trai một gái. Trai thì em bé gái thì hiện tại đã mất rồi, còn bé trai thì hôm nay là học lớp 10. Bé gái thì cũng mất năm lớp 10 luôn. Nói chung là bé gái học giỏi lắm, học 10 năm là được 10 cái bằng khen luôn. Dạ. Sau thời gian làm thì công việc nó suy sụp, thì sẽ có nhiều cái dẫn tới là chúng tôi chia tay. Sau rồi chia tay thì tôi phải lao động để mà, sau đó là đi dị, tôi phải lao động để kiếm tiền để trợ cấp cho hai con. Thì tôi đi vô làm công nhân, nói chung là làm tùm lum thứ việc hết, làm tất cả mọi thứ để mà kiếm tiền. Rồi sau cùng là tôi theo cái bưu điện, tôi làm được 5 năm rồi. Thì hiện tại thì cũng độc thân, chưa có ai. Trong thời gian trong thời gian mà tôi làm bên ngoài thì tôi cũng có quen một bạn. Tôi quen bạn này là bạn nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Thì cũng quen được 8 năm. Thế rồi cũng bạn ấy bây giờ là đi nước ngoài. Bây giờ là chia tay với tôi và đi nước ngoài. Rồi tại vì bạn ấy muốn là phải như là tính của bạn đó là phải thích tự lập, phải thích đi kiếm tiền để mua được một căn nhà rồi mới về Việt Nam. Thì hiện tại thì bạn đó bây giờ là có gia đình bên nước ngoài luôn rồi. Nên tôi vẫn độc thân tới giờ. Thì tôi xin giúp chương trình có thể giới thiệu cho tôi một bạn gái để tôi quan tâm chăm sóc chia sẻ cho cuộc đời còn lại. Về vấn đề tiêu chí thì tôi không quan trọng là người như thế nào, nhưng mà tôi thích là người sinh năm 84, một người hay là sinh năm 86. Tại vì về sau này tôi có coi ở trên Google thì tôi hỏi là như là chồng sinh năm 76, vợ tôi sinh năm 90 gì đó, thì là cái tuổi với cái của bạn tôi ấy, tuổi vợ với tuổi tôi là không có hợp nhau, phải chia tay. Nếu như không chia tay thì có thể một trong hai người bị mất mạng. Tôi thấy điều này nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên là tôi thấy trong cái vấn đề này thì tôi thấy cái tuổi 84 là hợp. Còn nếu như mà nhỏ tuổi hơn nữa thì cũng không sao, nhưng mà nếu mà chương trình coi giúp là nếu mà nó hợp tuổi là tôi vô cùng cảm ơn rất nhiều. Còn cái vấn đề mà về nơi chốn thì nói chung là không quan trọng. Nơi chốn ở bạn nữ ở đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu mà được ở Sài Gòn thì càng tốt. Tại vì tôi cũng ở Sài Gòn, ở Gò Vấp. Nên là cái việc qua lại thì nó gần gũi và nó chăm sóc nó dễ hơn là ở xa. Bé trai ở với mẹ. Và bên mẹ cũng có gia đình rồi. Bên vợ cũ có gia đình luôn rồi, và nói chung là không muốn tôi qua lại nữa, không muốn tôi gặp mặt và qua lại. Dạ được, không sao. Nếu mà bạn nữ phù hợp mà có bạn nào có gia đình rồi, hoặc là ly dị, hoặc là có một hai con thì cũng đều được. Tôi không quan trọng về vấn đề đó. Mình có dẫn dàng là ví dụ bạn có con chẳng hạn, là mình dẫn dàng là trung cấp là nuôi nấng con của bạn, con là con mình đúng không anh? Con trai em có ủng hộ những việc mà bố
đã lâu rồi thì không, tôi không có được nói chuyện với con. Bên kia họ không có cho tiếp xúc, không có cho quà lại. Nói chung là họ về sải khái là bây giờ là họ có tiền rồi, họ mua bán nhà đất này kia rồi, họ có tiền, họ có nhà rồi, họ không cần gì tới mình hết. Họ không cần sự qua lại với mình luôn. Dạ được. Nếu mà mình được, nếu mà khi mà chương trình mình được một rồi á, dạ, chuẩn bị cho em một món quà nhỏ, nghĩ là bạn sẽ thích. Cộng thêm là mình đặn kỹ hơn, mình hiểu rõ hơn trong việc đỡ hỏi, chứ đừng để MC phải hỏi mình như thế nào á. Dạ. Vâng vâng. Mình có thể thể hiện một cái gì đấy trên sân khấu là những lúc bạn em thấy thì là thích ca hát nha. Dạ, cái đó thì hát được. Hát được nhưng mà vâng. Thì có thể là cho chơi góp ý giúp là cái mình nên hát bài nào để nó thích hợp mà vừa ý thì để dạ dạ, tại vì chọn bài nào cho nó hợp với cái khung cảnh đó thì nó mới hay, chứ còn sợ nó không có hợp. Quên cái vấn đề nhà bên Gò Vấp là nhà của mẹ, nhà của mẹ thì tôi nhà tôi thì nói chung là cũng neo đơn, có hai mẹ con thôi đó, cho nên mà nếu như mà lập gia đình đó thì ấy mà bạn gái mà đồng ý về thì có thể ở chung với mẹ, thì có hai mẹ con à. Thì hiện tại thì tôi đang làm ở dưới nhà bè nên phải ở trọ, thuê trọ ở dưới nhà bè. Rồi khoảng cỡ một ngày hai ngày thì về chơi với mẹ, và tôi làm theo thay ca xoay, nay ca sáng, mai ca chiều, tiếp theo là ca đêm. Thì những ca nào mà ca đêm thì tôi sẽ ở lại nhà bè tôi ngủ lại, còn những cái ngày mà ca sáng hay ca chiều là về chơi với mẹ được. Dạ được. À thì dao động trong vòng khoảng cỡ 8 triệu hơn. 8 triệu cho tới 9 triệu không muốn được hơn nhiều, nó còn khoảng đó thôi. Nhưng mà nếu như mà có gia đình rồi thì mình sẽ làm cái kinh tế khác, không đi làm công nhân nữa. Nói chung là mình về mình làm, mình mở cái tiệm gì, mình lấy mặt bằng lại mình làm. Hiện tại mặt bằng ở nhà cũng cho mướn người ta làm này làm kia. Dạ. Vâng. Dạ cảm ơn chương trình rất là nhiều, cảm ơn em.